Ôi, sao câu hỏi đầu tiên này dễ thế? Ủa, sao lại cho phim X quang? Ôi, nhìn quá khủng khiếp luôn ý. Bác sĩ chắc chắn là ai nhìn thấy hình này cũng rất sợ niềng răng. Hôm nay chương trình đã chuẩn bị cho bác sĩ một thử thách vô cùng đặc biệt. Chương trình đã chuẩn bị cho chị 5 hình ảnh tương ứng với 5 tác hại của niềng răng được đăng tải phổ biến trên các trang tìm kiếm hiện nay. Những tác hại niềng răng này không chỉ được đề cập trên nhiều bài viết trong các hội nhóm mà còn được các bệnh nhân niềng răng tại các nha khoa kém chất lượng đăng tải, tăng thêm sự hoang mang cho những bạn đang có ý định niềng răng hay sự sợ hãi cho những bạn đang niềng răng. Trong thử thách này, chị sẽ phải đoán tên 5 tác hại của niềng răng cũng như đưa ra nguyên nhân và cách nhận biết chúng. Bác sĩ đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Tôi là bác sĩ Lan Anh, chuyên gia chỉnh nha tại nha khoa Lạc Việt Intech. Ôi, sao câu hỏi đầu tiên này dễ thế? Vừa nhìn vào hình là bác sĩ đã đoán ngay được đây là tác hại gì. Đây là sâu răng đúng không? Đây là tình trạng phổ biến nhất, cực nhiều bạn niềng răng gặp phải. Để các bạn hiểu rõ hơn về việc tại sao những người niềng răng lại dễ sâu răng đến vậy, bác sĩ đã chuẩn bị mô hình niềng răng ở đây. Bác sĩ đã cho hàm này ăn bánh caro, một bên là không gắn mắc cài còn một bên là gắn mắc cài. Khi ăn một loại thức ăn gì đó, thức ăn sẽ có xu hướng dễ dính lại trên mắc cài hơn rất nhiều, trong khi những răng không dính mắc cài thì hoàn toàn không gặp phải tình trạng như thế này. Nếu bệnh nhân chủ quan không loại bỏ những mảng thức ăn thừa này trong khoang miệng quá lâu, tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi và dẫn đến xuất hiện những mảng li ti chấm đen như thế này. Thực chất đây là tác hại không quá nguy hiểm, chỉ cần người niềng răng phát hiện ra sớm khi sâu răng chưa quá nghiêm trọng, chưa ảnh hưởng sâu đến ngà răng và tủy răng thì điều trị vô cùng là dễ dàng. Chỉ cần bạn thay đổi thói quen vệ sinh răng miệng, nắm rõ những bước vệ sinh răng miệng chuẩn y khoa, cũng như luôn chuẩn bị 3 loại dụng cụ bao gồm bàn chải đánh răng đầu mềm, chỉ tơ nha khoa và bàn chải kẽ trong mỗi lần vệ sinh răng là có thể tránh được tác hại này nhé. Hình ảnh này thì bác sĩ cũng gặp khá là nhiều trong các bạn niềng răng đấy. Đây là tác hại của niềng răng thứ hai mà bác sĩ nghĩ quá là phổ biến đấy. Đây được gọi là hủy khoáng men răng. Nguyên nhân gây nên tình trạng này cũng là do vệ sinh răng miệng kém, kèm với việc sử dụng quá nhiều những món đồ ăn chứa đường hoặc có tính axit cao trong bữa ăn. Theo thời gian, vi khuẩn tấn công mạnh mẽ khiến cho men răng bị mài mòn, kéo theo đó lượng khoáng chất của men răng bị hao hụt, thậm chí là mất đi. Các bạn có thể thấy biểu hiện của nó khá là rõ rệt thông qua hình ảnh như thế này. Các đốm trắng li ti xuất hiện trên thân răng nhiều. Nếu như người niềng răng không điều trị kịp thời, rất có thể những vết trắng này sẽ loang dần ra, rất mất thẩm mỹ. Nguy hiểm hơn, nếu hủy khoáng men răng lâu ngày có thể gây nên hậu quả nặng nề như là sâu răng. Khi bệnh nhân gặp tình trạng này, thường bác sĩ sẽ điều trị bằng phương pháp Icon DMG, điều trị dựa trên nguyên lý thẩm thấu rất đơn giản. Sau khi etching bằng Iconet, chất thẩm thấu là nhựa resin không hạt độn có tính chất lỏng cao được bôi vào vùng răng bị đốm trắng. Nguyên lý mau dẫn này đưa chất thẩm thấu vào sâu bên trong men xốp, giúp khóa chặt các tổn thương sâu răng chưa tạo thành hốc. Ủa, sao lại cho phim X quang? Để chị nghĩ xem nào. À, chị biết rồi, đây là tia chớp chân răng đúng không? Một trong những tác hại của niềng răng hỏng vô cùng nghiêm trọng. Theo các nghiên cứu của Hiệp hội Chỉnh nha Thế giới về biến chứng tiêu cụt chân răng, chỉ dưới 2% các trường hợp sau niềng răng, chân răng bị tiêu. Thực chất, việc tiêu cụt chân răng trong quá trình niềng răng là không thể tránh khỏi, nhưng nó vẫn có những giới hạn y khoa nhất định. Đối với tình trạng tiêu cụt chân răng không xảy ra biến chứng, thì mức độ tiêu cụt chân răng dưới 30% so với tổng tỷ lệ chiều dài chân răng. Tuy nhiên, nếu vượt qua con số này thì cực kỳ nguy hiểm, vì chân răng đã bị tiêu ngắn đi sẽ không thể nào dài trở lại, dẫn tới răng yếu và tuổi thọ răng giảm. Nguyên nhân dẫn tới loại biến chứng niềng răng này chủ yếu là do nha sĩ dùng lực quá mạnh làm thiếu máu cục bộ vùng chóp răng, hoặc sử dụng sai loại khí cụ khiến chóp chân răng đi ra khỏi xương ổ răng dẫn tới tiêu ngót chân răng. Việc quan sát được mình có bị tiêu chóp chân răng không không hề đơn giản, vì đây là biến chứng nằm sâu trong ổ răng mà chỉ có phim X quang 3D mới có thể xác định được. Trên tay bác sĩ đang là tình trạng của một bạn khách hàng niềng răng tại Vinh và đến với Lạc Việt Intech với tình trạng tiêu chóp chân răng. Trên hình ảnh này bác sĩ thấy những dấu hiệu đặc trưng cho biến chứng này như sau. Bình thường chân răng sẽ dài gấp đôi so với chiều dài của thân răng. Tuy nhiên trên hình ảnh này sẽ thấy phần chân răng còn lại chỉ bằng chiều dài so với phần thân răng, có nghĩa là chân răng đã bị tiêu ngót khoảng 50%. Đây chính là những dấu hiệu trực quan nhất cho biến chứng niềng răng này. À, những cái này bác sĩ đã nói rất là nhiều trong những video trước đấy rồi. Đây là tiêu xương tụt lợi. Tại Việt Nam chưa có một nghiên cứu nào liên quan đến tiêu xương tụt lợi, nhưng theo một nghiên cứu bệnh nhân thực hiện niềng răng bị tụt lợi kèm theo tại Mỹ với con số là 400.000 người, tỷ lệ bệnh nhân có tụt lợi không mong muốn là khoảng 10%. Con số này khá là lớn, khẳng định đây là một trong những tác hại của việc niềng răng hỏng thường gặp nhất. Nguyên nhân tiêu xương tụt lợi thì có thể do tình trạng vệ sinh răng miệng không tốt của bệnh nhân trong quá trình niềng răng dẫn tới tình trạng viêm lợi, viêm nha chu. Tuy nhiên, nếu nguyên nhân là do lực kéo quá mạnh hoặc sử dụng
cơ học không sinh lý trong quá trình niềng răng có thể dẫn đến việc chân răng di chuyển sai lệch, tiêu xương ổ răng. Hậu quả nghiêm trọng có thể là lung lay răng, thậm chí bạn có thể sẽ phải đi trồng lại một chiếc răng mới đấy. Cũng giống như tiêu chóp chân răng, việc quan sát được mình có bị tiêu xương, tụt lợi hay không không hề đơn giản, vì đây là một trong những biến chứng nằm ở xương mà chỉ có phim X quang 3D mới có thể xác định được. Tuy nhiên, bác sĩ có thể chỉ cho các bạn thấy một số đặc điểm rất dễ nhận biết, ví dụ như là tình trạng xuất hiện tam giác đen ở giữa các răng. Răng bình thường lợi phủ kín giữa các kẽ giữa hai răng, tuy nhiên răng bị tiêu xương tụt lợi sẽ để lại phần tam giác đen ở giữa các răng, gây nên tình trạng mất thẩm mỹ. Eo ơi, nhìn quá khủng khiếp luôn ý. Bác sĩ chắc chắn rằng ai nhìn thấy hình này cũng rất sợ niềng răng. Đây chính là tác hại của việc niềng răng hỏng, khiến cho chân răng bật ra khỏi xương hàm. Thực sự tình trạng này quá nguy hiểm. Khi chân răng bật khỏi xương có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức sống và tuổi thọ của răng, thậm chí có thể khiến bạn mất chiếc răng này một cách đau đớn. Các bạn biết đấy, nếu ví răng như một cái cây thì chân răng chính là bộ rễ, rễ bám càng chắc thì cây càng khỏe mạnh. Nếu các bạn có thể để ý, để nhổ một chiếc răng ra khỏi ổ răng, thông thường bác sĩ sẽ phải sử dụng các công cụ như kìm, bẩy, máy siêu âm để tạo lực làm răng lung lay rồi mới có thể đưa được răng ra ngoài. Nếu chân răng tự bật ra khỏi xương hàm thì nguyên nhân thường do di chuyển răng lực quá lớn, cơ sinh học di chuyển răng bị sai, dẫn đến chân răng di chuyển nén vào vùng xương làm tiêu xương và kết quả là chóp răng bị lộ ra khỏi vùng xương hàm. Với những trường hợp nhẹ, nha sĩ có thể thay đổi hướng tọc để xoay chân răng trở lại. Còn những trường hợp quá nặng hoặc không được phát hiện kịp thời thì nguy cơ chết tủy, thậm chí sẽ làm mất răng rất là cao. Nhiều bạn chia sẻ, khi thấy tay sờ vào vùng lợi tương ứng với vùng chóp răng, đôi khi sẽ cảm nhận thấy chóp răng nằm ở phía ngoài. Đây cũng là một cách tương đối để xác định được việc bạn có bị bật chân răng ra khỏi xương ổ hay không. Tuy nhiên, để biết chính xác mình có bị bật chân răng ra khỏi xương hàm hay không, bạn hoàn toàn có thể đến Lạc Viện Intech để chụp phim CT côn beam, cũng như được các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhé. Sau khi đoán chính xác năm tác hại của việc niềng răng mà nhiều người niềng răng băn khoăn lo sợ nhất, bác sĩ còn muốn gửi thông điệp gì đến các bạn xem không ạ? Các bạn thấy đấy, với năm tác hại vừa kể ở trên, có đến 3/5 tác hại vô cùng nguy hiểm đến từ việc niềng răng hỏng. Đây chính là con số vô cùng nhỏ trong những biến chứng mà niềng răng hỏng có thể gây ra, như tăng cười hở lợi, lệch đường giữa, lệch mặt. Và bác sĩ xin khẳng định hầu hết những biến chứng này đều là do nha khoa không uy tín. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng mức độ thành công của một ca niềng răng phụ thuộc đến 80% vào cơ sở nha khoa. Để quá trình niềng răng diễn ra thuận lợi thì tay nghề bác sĩ và công nghệ hiện đại là yếu tố tiên quyết. Với kinh nghiệm điều trị thành công hơn 1.000 ca niềng răng thì bác sĩ thực sự khuyến cáo rằng để các bạn có thể có được một quá trình niềng răng an toàn, không biến chứng cũng như nhận được thành quả mỹ mãn thì chỉ có một phương pháp duy nhất là niềng răng với sự theo dõi của chuyên gia chỉnh nha có nhiều năm kinh nghiệm cũng như có kiến thức sâu rộng về niềng răng chuyên sâu kết hợp với những công nghệ hiện đại tiên tiến trên thế giới. Không phải ai cũng có thể thực hiện chỉnh nha, bởi chỉ định niềng răng là một phương pháp vô cùng khó. Các bác sĩ phải học 6 năm tại trường đại học chính quy cũng như trau dồi hàng năm chương trình đào tạo chuyên sâu trong và ngoài nước để có thể nắm vững kiến thức chuyên môn, lên phác đồ điều trị cho từng trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, để bác sĩ trở thành chuyên gia trong chính ngành mà họ đang làm việc thì còn phải kết hợp cả kinh nghiệm điều trị lâm sàng. Điều này bạn có thể thấy đánh giá thông qua số lượng ca bác sĩ điều trị thành công mỗi năm. Trên thực tế, tại nha khoa Lạc Viện Intech, mỗi năm các bác sĩ phải điều trị trên 500 ca niềng răng, liên tục tu nghiệp tại các khóa học tại các nước có nền tảng giáo dục ngành y tốt nhất trên thế giới như Nhật, Mỹ. Ngoài ra còn được liên tục có các cơ hội hợp tác với các bác sĩ chỉnh nha hàng đầu tại châu Á và quốc tế. Chính vì thế, bác sĩ tin rằng khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm khi niềng răng tại Lạc Viện Intech. Tuy nhiên, chỉ có mỗi yếu tố bác sĩ thì hoàn toàn là chưa đủ. Tôi đã theo dõi các giáo sư đầu ngành mà tôi đã từng cộng tác, dù tay nghề rất cao, được công nhận và sự tôn trọng của bao nhiêu thế hệ bác sĩ, nhưng đi kèm với họ luôn là những cỗ máy hiện đại và tân tiến nhất có thể để giúp họ có những dữ liệu chính xác để chuẩn đoán và điều trị. Và tại Lạc Viện Intech, bác sĩ cũng có công nghệ X-Matrix giúp biết trước kết quả điều trị chính xác lên đến 99,9%, cũng như tiên lượng những biến chứng có thể xảy ra để bác sĩ lên phác đồ điều trị an toàn tuyệt đối. Cả hai yếu tố nêu trên kết hợp lại sẽ đem đến cho bệnh nhân chất lượng điều trị tốt nhất. Nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa hai yếu tố kể trên mà mỗi năm tại Lạc Viện Intech đã điều trị thành công hơn 8.000 ca chỉnh nha. Và sau đây bác sĩ sẽ cho các bạn xem sự thay đổi ngoạn mục của một vài khách hàng với những tình trạng ban đầu như hô, móm, khớp khểnh. Trên đây là chia sẻ của bác sĩ về chủ đề tác hại của niềng răng được nhiều bạn theo dõi quan tâm và yêu cầu giải đáp. Nếu các bạn có thắc mắc gì về việc niềng răng hoặc các vấn đề về chỉnh nha thì hoàn toàn có thể tìm kiếm từ khóa niềng răng tại kênh Lạc Viện Intech để xem những video liên quan đến vấn đề này, hoặc có thể bình luận bên dưới video, tôi sẽ trả lời chi tiết cho các bạn nha. Đừng quên ấn like và subscribe kênh Lạc Viện Intech niềng răng để đón chờ những video về chỉnh nha thú vị tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.